Tự tin tức là chúng mình tin tưởng vào bản thân mình đúng không? Muốn mình tin tưởng chính mình thì mình phải là một người đáng tin nữa. Thế nên công thức thứ nhất là không bao giờ được thất hứa với bản thân. Đã hứa với bản thân là sẽ làm gì phải làm cho bằng được. Não mình cũng khôn lắm á mọi người. Khi mà chúng mình cứ luôn luôn hoàn thành những mục tiêu đề ra thì não nó sẽ có một cơ chế là ui, được, đáng tin. Kiểu thế. Thế nên là mỗi khi mà mình đã quyết tâm làm gì thì mình phải làm cho bằng được. Có thể là nó sẽ hoàn thành theo cách khá là bôi nhếch ý, nhưng mà nói chung là nên hoàn thành để giữ chữ tín với bản thân ý. Kỳ người nào không biết trân trọng để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ có lại được cơ hội đó. Đây cũng là hình phạt mà họ phải gánh chịu cho việc đã làm. Baby, em như bông hoa nhưng người hai đâu phải ta. Em vội mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Em như bông hoa nhưng người hai đâu phải ta. Em vội mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Thêm một lần sợ là thêm một lần can đảm. Dùng lý trí để lắng nghe trái tim mình, để từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi tin chắc chắn rằng niềm tin là một liều thuốc tốt nhất giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy dám ước mơ và tin vào giấc mơ của mọi người. May mắn sẽ đến nếu chúng ta không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu mỗi ngày. Hãy cứ ước mơ và dám sống thật ước mơ của mình. Dù đích đến có là đâu thì tin tôi đi, hành trình đó lớn lên và hành trình đó sẽ mang lại cho ta thật nhiều hạnh phúc. Một người bình thường cũng có thể làm nên được những điều phi thường. Mình có đọc được một đoạn như thế này: cho dù bạn tài giỏi đến đâu, vẫn sẽ có người xem thường bạn. Thế nhưng bạn lại càng phải tài giỏi hơn nữa. Bằng không thì số người coi thường bạn sẽ ngày càng nhiều. Ngược lại, cho dù bạn kém cỏi đến đâu thì cũng sẽ có người xem bạn như chân bảo. Thế nhưng bạn không thể cứ mãi kém cỏi như thế, bằng không bạn sẽ phụ đi tấm lòng tốt của những người này. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không chủ động mà thay đổi, sau cùng bạn ắt bị thay đổi. Mà bạn không chủ động nỗ lực, sau cùng bạn ắt cũng sẽ bị bỏ rơi. Vậy nên, hy vọng bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn. Đừng phụ thời gian, cũng đừng phụ chính mình. Mẹ mình cố gắng hết sức trong khả năng của mẹ, chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình. Và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ ấy. Họ cho mình được tự do lựa chọn ước mơ của mình. Và cũng chưa bao giờ bắt mình là nếu kỳ tích không chiếu cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Mình tin là vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời mình và cho mình biết tất cả thời gian chờ đợi của mình là quý giá. Hoặc cũng có thể anh ấy sẽ đến cùng cơn mưa, trên tay cầm chiếc ô, đến và che chở hết bão giông trong cuộc đời mình.
Em nghĩ chúng ta sống vì chính bản thân mình. Việc ta được sinh ra đã là một điều may mắn. Vì vậy, ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta sống không cần những điều quá cao cả, xa xôi. Ta chỉ cần sống vì chính ta, vì ước mơ hoài bão của ta và vì những người mà ta yêu quý nữa. Vì ta chỉ được sống duy nhất một lần nên ta phải sống cho thật trọn vẹn. Là ai bất kỳ một câu nào trong 30 câu đầu tiên. Vì đã nói rồi, cái vùng điểm này nó rất là kinh khủng. Bạn mà chỉ cần sai một câu thôi, thấy chưa? Là gì các bạn nhỉ? Có hàng chục nghìn thằng nó vượt qua đầu kia, anh thấy không? 7 điểm này, 7,25 điểm chưa? 23.000 thằng không may tô thì một phát thôi. Mấy chục nghìn thằng nó dẫn qua đầu, kẹp phát em xuống luôn, đấy chưa?